Chào các bạn. Tám vừa mới tới O'Neil Supply 714-714-0187 714-714-0187 714-485-8660. Ở đây là số địa chỉ là 14975 đường Rockhurst. Góc này là góc bonsai nè, bonsai với Rockhurst nè. Đây nè, thì đây, đây là đường, đường này là đường bonsai nè, qua bên này là đường Rockhurst nè. Để tắm dâm lại nha. Đường bonsai đây nè, đường Rockhurst đây nè, chưa. Đây, Rockhurst là đường này, đường bonsai là đường này. Nhưng mà cái tiệm này là hình như nó nằm trên đường, nếu mà đúng là nó đường Rockhurst. Bây giờ mình bắt đầu đi vô, mình kiếm Châu nha, Yến Châu cô giáo dạy đờn ở trong Câm Thơ Music của Tám á. Ủa, lạnh quá các bạn ơi. Ủa sao cái trời, tắm đi gấp quá cũng quên đem cái cây cầm livestream luôn. Ủa đây có chuyện gì mà tự nhiên cái xe này nó mở cửa ra nó đứng đây vậy ta? Chị, ủa hai mình không hả? Cái xe chị bị đứng rồi. Ủa à, tớ tắt máy giữa đường á hả? Ờ đây này, xe của chị này nè, bị bình là cái dây trong bờ, cái chân bờ á, bình điện nhỏ, bình điện đã giống như cái rồi em không có, để em gọi cho, em gọi cho cái anh làm xe nhờ anh giúp ha. Ok. Giờ đã kêu người tới giúp chị này rồi, bây giờ tắm đi vô tiệm đây, kêu cái người đó, kêu cái anh mà sửa xe đó nhá, anh Ryan đó, anh nói là 20 phút nữa ảnh sẽ tới giúp chị đó. Rồi xong nhiệm vụ, bây giờ mình đi vô đây. Trời ơi, mở nhạc dữ vậy. Trời ơi, con mở nhạc nè. Hello, chào. Xin chào, xin chào, xin chào. Khỏe không? Khỏe. Trời ơi, hôm nay đông quá vậy. Hôm nay đi mua tùm ra kiếm mà Châu đòi nợ. Hôm nay đi làm mua ghế không? Mua 20 cái ghế chứ không? Tôi bán ghẻ cho. Chị ơi, tới này muốn mua tí tiền. Rồi, biết sao không Thơ? Phải làm chút tiền á, là rất là cảm ơn các fan của Câm Thơ. Đợt trước á, trong cái clip đợt trước á, là coi như là fan của Câm Thơ là ủng hộ về ghế rất là nhiều. Người thì mua 24 cái, người thì mua 20 cái, người thì mua 8 cái, 6 cái, rất là nhiều. Có tặng gì không? Có tặng gì cho fan mà 8 gì? Thì có chứ, giống như trong đó nó sẽ có ưu đãi, là ví dụ như gift, là ví dụ như thí dụ fan của bà Tám thì gift là 200 đồng tiền supply, có như là mình tặng 200 đồng, cứ đến đây mua gom supply gì đó thích cái này lấy đó. Thì các giống như là ghế đây thì là bán ở đây đây, mình bán ở đây. Ok, tức là ghế thì là mình cũng biết rồi. Khoan, bà chờ tôi tí xíu nha bà Châu. Ủa cái chị đó chỉ đi đâu mất tiêu rồi ta, chết mồ, cái xe chỉ đi đâu rồi? Ủa xe chỉ đi rồi Phan, ủa sao cái xe chỉ đi đâu mất tiêu rồi? Mà đợi tôi xíu nha, sorry đợi xíu. Đợi trong thời gian thì đã nói gì học đàn, các bạn nhớ học đàn guitar trên kênh Câm Thơ Music nha. Hello vẫn dạy các bài hướng dẫn đi nghe cho nó dễ thương, hướng dẫn rất là nhiều bài, ví dụ như bài đừng xa em đêm nay nè, rồi bài rất là nhiều. Ê, bà cầm tôi, bà đợi chút xíu nha, bà coi ghê vậy. Dạ, trời ơi, cảm ơn anh nhiều nha. Nó nói, ủa xe chỉ đâu mất tiêu rồi, em chạy ra rồi, cảm ơn nhiều nha anh. Dạ, bye anh. Dạ.
biết sao nãy có cái chị thì chị bị tớ chết mấy ngay ngoài đường này nè. À, tôi nhờ chị là nổi tiếng. Ok. À, đây là các khách quen thuộc thân yêu của Onel Supply. Đây tôi chỉ bài tiếp. Tôi quê quá nhà chưa, tôi đang sorry để về. Cứu người trước cái giúp người cái đã. Tôi đang nói về học đàn. Rồi. Sao? Ý là đang nói đang giới thiệu về học đàn. Đó. Nhớ học đàn nha. Rồi, mà bây giờ qua ghế đi. Làm sao? Ghế thì sao? Tức là ghế thì ở đây á là rất là coi như là ship rất nhiều tiểu bang đó. Rồi ship cả qua Úc luôn, rồi có qua Canada luôn. Vậy hả? Tại vì rất là nhiều khách ủng hộ cho Onel Supply á. Ghế thì rất là nhiều mẫu mã rất là đẹp. Đó, rồi rất là tốt và có rất là mấy cái bồn các cái á. Cái mấy bồn thì trên hình thôi. Có nhiều bồn lắm, tức là cái này là chỉ để vài cái mẫu thôi. Chứ còn là những cái bồn mà có rất là nhiều loại bồn vừa không chạy xước nè, rồi như mà thí dụ mấy người mà khoảng 300 bao á đứng lên cũng không có bể. Rồi kiểu dáng nữa tròn, rồi như vậy nè, oval hay gì đó rất là nhiều kiểu. Tất cả là ghế này rất là đẹp đó, nên là hồi nãy tôi nói rồi phải không, hay nói nữa hay quên rồi chưa, làm là cảm ơn các fan của Cam Thơ đã tạo được ghế đó rồi ha. Rồi nếu mà giờ fan của bà Tám tới thì được cái gì, thì fan của bà Tám nếu mà mua ghế đó, thí dụ mua ghế thì nếu mua ghế thì sẽ tặng đồ Supply, thí dụ mấy trăm đồng cho mấy... nãy có nói rồi quên tôi quên tôi hỏi tiếp. mua nhiều tặng nhiều, mua ít tặng ít trời. Không mua cũng tặng. Trời đất ơi, không mua cũng tặng luôn hả? Ghê vậy. Giống như bà Tám tới đây không mua cũng tặng luôn đúng không? Thông báo với mọi người á, giống như cái chị này hôm nay nè, chỉ lại cứ cầm lên em hoài rồi. Thử gì nào mà có cái poster này. Tặng hả? Sạc tặng. Sẵn đẹp thì quá. Em nói luôn là có. Qua đây cho nó sáng nè. Đó. Tay ai đẹp dữ ta? Giống tay bà Tám có gì? Tay Tám đẹp đẹp được vậy chết liền á. Rồi còn nếu mà người ta muốn liên lạc để biết thêm rõ chi tiết thì gọi cái hai cái số trên kia. Đúng rồi. Hồi nãy tôi có chiếu rồi. Đúng rồi, gọi quên. Ở đây ha. Tại vì ở đây là rất là thường xuyên là chuyên về ghế đó, nên là bán rất là nhiều và tốt. Đó thì nhớ ủng hộ cho tiệm Onel Supply. Ok. Cảm ơn Châu nhiều. Đây nè. Đó. Thôi ngồi lên rồi tôi tôi gì ok tôi ngồi lên rồi tôi bà làm gì tôi để cho bà kêu tôi ngồi lên bà làm gì tôi bật điện cho nó massage cho nó đã không thế lắm chứ bộ rồi bà cầm đi tôi ngồi lên thử thôi đó quay cho đàng hoàng với bà đó quay lên nè bà kêu please do not sit here mà bà ngồi hả đúng rồi thôi là phải ưu tiên đó ưu tiên ha. Đó, đây là bây giờ đến phiên tôi giới thiệu nha. Đây là cô gái 300 pound đang ngồi trên chiếc ghế massage của hiệu TC Bar. Đó. Chưa có massage. Đó, đợi chút xíu điện sẽ lên. Tại vì tôi chưa kịp cắm điện. Đợi tí xíu nha. Đó. Đây, các bạn có biết cô gái này là ai không? Nếu mà các bạn đoán đúng thì sẽ được tặng một chai chèo. Ngồi đã lắm. Cái bồn là giống như là đá sạch cừ. Đá là nó không có bể, không chảy xước, rồi có nhiều kiểu dáng ha. Rất là đẹp. Đó. Ai mà có nhu cầu mua ghế spa Supply Xì ba. Ghế Supply Onel Supply. Trên đường Brockhurst and Bosa. Đó. Đó, ủng hộ nha. Đó. Rồi đã. Rồi tặng thêm mấy trăm đồng tiền Supply free ha. Nếu mà mua ghế rồi.
Bên bên này á ha, cũng là những cái ghế, ghế mà ghế kia thì cái giá tiền nó khác nhau. Nói chung là mình mua càng nhiều á thì mình đi vòng ở đây đi nha. Đi qua đây. Trời, tiệm đông quá trời đông luôn trời. Mình mua các mua hết cũng có nhiều kiểu ha. Cái này là chỉ để mẫu thôi. Và cái mẫu thôi tại vì tiệm cũng hơi chật. Chứ là rất nhiều mẫu, nhiều đã đẹp quá. Rất là đẹp. Cái bồn nó đẹp. Đây cũng mấy cái nệm này cũng cũng giống như có bán những cái bộ mà bộ da này để thấy bộ da này thì khoảng 1.9 cho một cái bộ vậy này hả? Đẹp ha. Nệm à, thí dụ mình thêm nệm không nè, tụi mình có thể mở cái này ra hai cái nệm đó, nệm này với nệm này mình thay có bán riêng. Vậy hả? Để chị chắc là làm dài đi chị chỉ làm ôm rê. Ghế đẹp lắm. Nói chung là rất là nhiều khách ủng hộ ở đây. Cái này là gì cháu? Ghế cái giường ghế để massage spa hả? Khách á mà mới mà mua á, mua đồ á mà thấy là nếu mà mệt quá thì có thể đến đây nằm nghỉ thôi. Ủa. Cái này để đi massage mà. Mỗi chủ nhật á là ở đây có cái show về lợn lông á, thì về Alat á thì là mỗi chủ nhật đều có show. Ví dụ mình có thể đến đây để mình gắn lông mi. Đúng rồi, có cái cô có cái cô của demo á, cô gắn lông mi cho mình, hoặc là mình giống như mình đứng mình xem cổ demo cho người khác. Mình tập và người nào chưa biết hoặc đã biết rồi cũng vậy. Biết rồi thì nó có những cái rất là mới trong cái iPad á, thì mình thêm học thêm, mình tích lũy thêm. Vậy tôi ra tôi học được không? Được. Tôi ngồi tôi nối lông mi cho bà nha. Thì bà nào? Cho tôi nói lông mi không? Thì đó, bà rảnh mà cứ ra bà nói lông mi cho tôi. Không có, tôi làm cho bà đó. Bà dám nằm cho tôi làm không? Thì bà học chừng mấy năm á thì bà chở gì lâu dữ vậy bà. Gì học cứ nắm mấy năm gì sao chừng nào tôi có kiếm tiền bà. Thì vậy phải để này là giờ lông mi nha. Còn sẽ có một cái show về facial, mấy cái sản phẩm về skin care vậy hả? Ở đây là rất là vui là ví dụ như chủ nhật á sẽ ví dụ bên này là về eyelash và lông mi ha, rồi bên kia cái cô khác sẽ là về skin care, về mấy cái sản phẩm dermalogica hay là cái gì đó. Rồi bên kia thì có làm về gel ex. Thì những cái trời chắc gì ồn lắm ha. Coi như là mình chắc chủ nhật ồn lắm. Mình thích về sản phẩm nào đây nè. Á, thì mình cứ quá trời đông. Mình tham khảo. Quá trời đông luôn. Đó đây cũng là những cái sản phẩm nè. Thì về khi nào mà bữa khác mình có dịp thì mình sẽ nói nhiều nói thêm ha. Về. Chưa nói mấy cái này nha. Cái gì nữa? Mấy cái này là về mấy cái bịch làm chân á. Tức là cái 4 step ở trong đây thì những cái này là những cái hàng là rất là nó mới á thôi. Là làm đây, chân là làm sao? Là trong này là mình sẽ bỏ những cái bịch này vô trong cái bồn. Thì những cái này ta đã làm hết rồi từ lâu nay. Nhưng mà cái này á là cái mới là nó có cái bút bồ, có nghĩa là khi mà thảy một bịch vô cái bồn nó sẽ nổi bong bóng lên. Nó gọi là nó phê phê cái chân á. Thì nó rất là đã đạt cái chân cũng phê phê nữa hả? Thì cho nên là nó hấp dẫn hơn. Còn ví dụ những cái bịch cái đồ mình thường mình xài những cái bất kịch bên kia á, bất kịch sugar hay là mask hay là gì đó thì nó không có phiêu phiêu, cái chân không có phê phê. Đó, cái bịch mới nó mà rất là lịch sự cho khách. Giống như là bịch này thì nó sẽ làm cho một khách xong đưa lại là xong đó thì rất là hay. Rất mùi rất là thơm. Nó có 12 mùi. Rất là thơm ha. Thì mình có thể là có sale gì không? Thì giá là đang sale là 87 đồng một thùng, 50 cái. Ha, rất là hay. Có tặng gì năm không? Mới. Đó, giá sale. Chứ việc đến tay mua là sẽ thăm của bà Tám là sẽ tặng ha.
yên tâm, tại vì rất là nhiều khách trên cũng đã từ fan của Tâm Thơ đó, rất là ủng hộ. Rất là vui, rất là mừng vì các bạn, các chị, các anh chị đã theo dõi clip á và ủng hộ cho đây. Cái này cũng là thơ, cái này cũng có. Cái này cũng mấy cái này là cái cũng cái bịch đi lắc giống hồi nãy. Nhưng mà cái này thì là giá là có 1,50 đồng thôi. Cái này 1,50 đồng. Nó rẻ hơn cái kia là lý do là nó không có bút bờ, không có nổi bong bóng lên. Nhưng mà nó lại được cái là cái này là 5 step, hồi nãy là có 4 step thôi, cái này 5 step. Nó thêm một step nữa, đó là cái colors, nó thêm được một bịch colors trong đây. Colors là gì? Colors là cái bịch để mà chùi chân, đấm cái chân nó lại thêm được cái này. Thì khi nào mình thích thì mình fan làm nail của bà Tám nhớ nhìn mấy cái này biết, trong nội tôi cũng không biết nữa. Cái này là quay cho fan bà Tám nha, rồi có cần thì tới đây ủng hộ Yến Châu nha. Cảm ơn Châu nhiều. Còn gì nữa, nói chung thì tới đây kiếm Yến Châu là được rồi, nó tặng từ lừa dừa. Trời ơi, chị cũng biết luôn nãy giờ. Nhảy hả? Follow biết hả? Được có 3 cái hũ nhỏ. Dạ, cảm ơn à, chị. Đây là bà chủ. Bà chủ nãy giờ lu bu đi ra đi vô đâu có chiếu được bà chủ đâu. Đó. Bà chủ Tinh Nhi. Bà chủ Tinh Nhi. Fan bà Tám tới kiếm bà chủ Tinh Nhi và Yến Châu là phó chủ. Bắt bà chủ tặng quà nha, fan bà Tám nha. Ủa này đang làm gì đây? Chị, em đang làm treo ép đó chị. Treo hả? Dạ, treo ép đó. Là treo extension đó chị. Quay được không? Dạ được. Bây giờ em mới bắt đầu em làm nè. Em mới bắt đầu em làm nè. Ủa vậy hả? Dạ, trước tiên là mình phải đo cái móng trước đó chị. Nè, mình đo móng ha. Mình đo móng nè. Đó, mình đo móng rồi mình mài, mình dũa đi. Rồi xong sau đó đó là mình có cái chai primer đó chị. Mình có cái chai primer nè. Ok. Làm cho người đẹp cam thơ một bộ đi. Mình apply lên trên. Dạ. Mình apply lên trên cái móng. Dạ, anh không biết gì không móng giả để cho nó meo cái móng ra ha. Rồi xong sau đó là mình apply gel extend. Rồi mình dán móng. Mình dùng cái cây đèn này nè, cái đèn nhỏ xíu này nè. Đó. On nó lên. Rồi xong mình đẩy nó đưa, mình dán nó vô. Chị còn mình dán nó rất là dễ luôn nè ha. Chị dán nó, chị bỏ vô ánh đèn. Quan trọng là không có nửa bông bóng. Dạ không có nửa. Chị có biết là do tại sao bên em á làm khó mà bị bong bóng á? Tại vì á khi mà chị ép nó xuống á là cái thiếp của em bên em á nó rất là dẻo, cho nên chị đè xuống người ta không đau. Và cái độ khơ á, nó khơ vừa phải, nó không quá khơ. Đúng không? Mà đó. Mình trước khi mình bỏ trong máy lớn á, thì mình hơ vô trong cái đèn chút hồi á, mình sẽ sử dụng cái magic remove này nè để mình remove cho cái gel manicure đó chị. Cái này là mình làm màu lên để chút hồi mình tháo nó ra rồi chị hơ lên trên móng. Đây á, mình demo á, mình hướng dẫn á, 3 loại luôn. Một loại là dán móng, một loại á, là mình dùng cái chai gel extend. Nó có màu hồng ở trong đó đó chị. Mình làm, mình có thể làm manicure gel mà nó có màu hồng, mình sơn French lên á, nó không có, nó cái màu nó rất là đẹp. Nó màu nude đó chị. Màu tự nhiên gì? Dạ, màu tự nhiên á. Đó, nãy em apply một lớp, bây giờ em apply thêm một lớp nữa. Còn đây em apply cái màu lên để chút hồi á em thắt ớt nó ra để coi nó dễ cái mức độ như thế nào. Rồi chị hờ giùm em. Để qua bên này thôi.
Rồi. Cái móng treo ép hồi nãy đó chị, sau khi mà mình dán nó lên rồi á, là mình dùng đầu dũa mình dũa cái cuticle cho nó nằm sát xuống ha, cho nó nằm sát xuống. Dũa cuticle thôi, không có làm gì nữa hết á. Rồi. Xong mình dùng đầu dũa mình dũa sơ ngay cái chỗ này nè, mình dũa sơ nó đi. Mình đem mình bóp vào. Mình bóp vào. Phủi bụi. Xong sau đó mình apply cái primer lên. Primer tại sao mình apply? Để cho nó meo cái móng, nó sẽ giữ được cái gel last long hơn. Dạ. Còn hồi nãy á, em dùng cái gel extend á, để màu hồng, nó có màu hồng sẵn á chị, bỏ lên nó giữ, nó dính rất là chắc. Nó chắc hơn so với mà gel manicure thường. Đó. Rồi em sử dụng màu trắng bên em để em tạo French. Em làm màu trắng lên để em tạo French. Mình đi một nước á, trước rồi xong sau đó mình đi cái nước thứ hai mình mới tém nó ha. Cái này em sơn đại khái để chút hồi em tháo nó ra thôi đó chị. Rồi, cái này á, hôm nay em sẽ hướng dẫn á, cách làm ombre trong một nốt nhạc. Em apply cái màu đen lên. Sau khi em bỏ cái primer á, để cho nó chảy cái tip ra, thì em apply cái màu đen bên em lên. Cái màu đen bên em á, chị kéo càng kéo á, nó càng mỏng, nó càng bóng, nó càng đẹp ha, nó càng ra màu đó. Bóng ghê ha. Ok, rồi chị ha, dành cho em. Em tạo fan ở trên cái pin á chị, nó cái màu pin nó rất là natural. Rồi cảm ơn chị. Màu đen á mình kéo mỏng, mình hơ một phút thì nó sẽ khô ha. Từ màu đen nó hay có đặc tính là nó không có khô á chị, hiệu nào cũng vậy hết á. Mà bên em á chị càng kéo càng mỏng nó càng đẹp. Cái này là em làm French để em giới thiệu cái em làm French em giới thiệu cái Ok. Cái này nãy mình hơ rồi đó chị. Xong mình muốn làm ombre thì mình phải apply mat lên ha. Mat này á là mat nhung. Mình khi mà mình apply á một lớp rất 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 là mỏng nha. Và hơ á 40 second để cho nó thiệt là ráo, thiệt là khô. Thì khi mà mình nhúng ombre á nó đều ra. Nó không phải là chỗ có chỗ không. Hồi nãy mình làm cái móng này xong mình bỏ tháp khốt lên ha. Thì nó bao lâu thì có hay là sao? Chút hồi chị coi á, cái này là treo meni kia nè. Em làm đâu ra đó ngon lành hết rồi, xong rồi chút hồi em chỉ dũa rồi xong em apply cái magic remove này là mình tháo ra thôi. Nó dễ lắm chị ơi. Dạ, nó khi mãi là chị sẽ có cảm giác lạnh. Tim em dùng toàn nó bây giờ em ráp rồi. Không có ráp, toàn là dũa này không.
vậy chị dùng hiệu bên em đúng không? Ừ, hồi trước em tới là chị làm cho nhéo này nè. Em là dùng hết toàn đồ chị. Wow, cái cảm này ơn. Hình như cái này mới đó không? Hồi trước thì cũng mua cái này. Dạ. Hồi trước là cho mình đen. Đúng rồi, uh-huh. Biết lại cái nào không có cái này. Chị biết không? Vui lắm. Cũng là sản phẩm bên em mà tự vì hồi xưa á, là cái chai màu đen nó có cái label, mà khi mà cái label nó bằng giấy cái này nè nó đặc lắm, tự nó là cái chai keo dán móng nó rất là đặc, khi mà nó chảy ra nó dơ lắm chị, mình dùng acetone mình chùi á nó không có sạch. Còn cái này nè, cái chai này nè, mẫu mã mới nè, nó đẹp hơn mà thương khách lắm. Khách cứ nói là có phải chai đó không, có phải chai đó không, họ cứ sợ là không đúng phải chị. À, hả? Thì là giống nhau. Nó giống nhau, nó giống nhau thôi, nhưng mà bị tự vì họ xài quen, họ thấy nó tốt, họ quay là họ mua, họ lại sợ. Đó. Nè chị coi cái mát bên em này chị rờ đi, nó như nhung vậy đó. Ừ, hình như là chị chứa hơi khô. Phải 40 second trở lên thì nó phải khô ráo. Thì khi mà em làm ôm rê á, nó mới chắc. Lấy một cái đầu dũa tròn. Châu, tôi quay cái này xong tôi nói chuyện với bà sao nha. Chị em nghe, chị biết bạn của em Đào á, Đào body shaper ấy chị. À vậy hả? Dạ, dạ. Ồ là bạn em hả? Dạ nó bạn em. Đây cái mát bên em ha, chị muốn làm ôm rê chị chỉ đẩy nó lên vậy là nó ra ôm rê, thấy không? Đẩy lên một cái thôi, mình muốn nó đậm hơn thì mình đi rà ở dưới cho nó đậm hơn tí rồi lên cái rồi nó ra ôm rê, thấy không? Rồi chị thấy không, giống như cái mát của em á là nó nhung, thì khi mà nó nhung giống như mình mặc quần áo nhung đi thì bụi nó sẽ bám vô, đúng không? Mà khi mà bụi bám vô mà chị bỏ top coat lên liền á, nó sẽ không có tốt, nó sẽ bị nứt, nó không có giữ được lâu. Thì bây giờ mình muốn bảo vệ cái lớp trắng này nè thì mình phải apply cái chai diamond bên em. Tại vì á B bên em á, em không có bỏ nhiều chemical cho nên nó chỉ có thể là chị bỏ lên á, nó không có trôi cái màu trắng đi. Nhiều người khách đó thấy thương lắm, biết không, làm hết cho 10 ngón cuối cùng lấy một cái lớp B nào đó apply lên rồi là nó trôi, nó bèo dạt hay trôi, nó trôi mấy cái màu. Dạ ok rồi, cái màu trắng bên em nha, đó cái màu trắng nè, cái top coat đó nó không có bị vàng, top coat bên em nó không bị vàng. Đó, rồi, à. Qua một cái. Đó, đúng rồi, chị coi cái màu hồng nó đẹp không? Màu hồng rất là đẹp. Tự nhiên dạ. Màu hồng là beige luôn. B luôn, B nó có hồng sẵn luôn. Mà mình đã nói á, là cái chai treo dán móng của mình á, nó có 4 công dụng. Hai thằng này là giống nhau nhưng mà nó có màu thôi. Công dụng thứ nhất là gắn móng, công dụng thứ hai á, là gắn hột sò, công dụng thứ ba là làm overlay á, giống như treo builder vậy đó, overlay. Công dụng thứ tư là làm bê treo manicure, nhưng mà do nó cái sản phẩm nó hơi mắc tiền cho nên yêu cầu mọi người là làm cho khách mà ăn rồi cứ chóc hoài để chị, họ rửa tay thường á mà khó trị cái người khách đó, không biết làm sao mà họ cứ chóc hoài, cứ sử dụng cái chai treo dán móng này là sẽ an toàn, rất là tốt. Ok. Còn cái màu hồng này á là mình sử dụng làm bê treo để làm fan. Hôm nay ra cái này mới nè chị. Dạ cái màu hồng nè, nó hồng đẹp lắm. Đó, em làm màu hồng nè. Dạ 12 đồng. Chai bự mà. Chai lớn lắm. Chai lớn lắm luôn á. Chị biết không, sau khi á mà em apply này xong đó là sẽ có một cái màu giống như mình làm ombre rất là đẹp. Có nhiều khách hỏi á, là bây giờ mình làm màu trắng thôi à, bây giờ giống như xanh đỏ tím vàng thì như thế nào? Thì xanh đỏ tím vàng á là hầu hết á, những cái sản phẩm khác nó đều ra hết, là nhưng mà chỉ có màu trắng với màu đen đặc biệt là ít có màu nào mà nó ra được như vậy, cho nên mình đặc biệt làm riêng để làm ombre. Tại vì mình bỏ màu vô nhiều cho nên nó thấm. Ok,
đó bây giờ á, cái móng này bây giờ mình apply, mình nãy mình bỏ bê rồi, bây giờ mình apply top coat đây, mình top coat lên ha. Top coat bên mình á, nó bóng, mà khi mà bạn sơn á, bạn không có cần mà phải kiểu mình phải ngót kỹ nó, tại vì thường thường á, có những cái top coat á, nó cứ bị sọc, mình cứ phải kéo hoài đúng không? Còn này chị thấy không, em kéo mà không cần phải suy nghĩ luôn, vô tư mà kéo ha. Rồi ai kéo cũng được. Ai kéo cũng được, khỏi cần thợ cũng kéo được. Dạ là ở đây bán hết mấy cái này đúng không em? Nè chị này sử dụng bên sản phẩm bên em, người này một lần. Wow, cảm ơn chị. Thích lắm hả chị? Nó bóng á, đây mình thấp khốt mà. Nó bóng mà cái bê nó lót. Nó bê nó lót lon vậy lắm. Nó sơn cái thằng top này nó bóng hơn nè, nó dài cho mình rồi bóng. Ô cái này bóng. Bóng mà nó bóng cho tới khi khách quay lại luôn đó. Bỏ ví dụ mình làm xong mình bỏ cái dầu lên thì nó vẫn bóng, trong bỏ dầu lên. Đúng rồi. Nó dầu mới nhớ chị, cái chai dầu đẹp không? Chai dầu đẹp không? Dễ thương ha. Dạ đủ màu sắc. Em tới đúng ngày luôn. Đúng ngày luôn á. Rồi, ok, đó chị nhìn nè, nó bóng dễ sợ không? Nó bóng lắm luôn, nó bóng dữ lắm nha. Rồi, ok, bây giờ á, mình sẽ tháo cái... Là cái top của chị cũng không có cần chùi. Không cần chùi, không cần chùi. Ok, bây giờ, mà nó không có bị vàng nữa. Đó, bây giờ giả sử nó có ngã vàng đi. Nó cũng có 5% mà, cỡ khoảng 5%. Ừ, nhưng nó không có giống như là bị vàng nhiều quá. Bây giờ đó chị, em mài cái top coat ra. Cái này là gel manicure nha mọi người nha. Mình mài cái top coat ra. Rồi sau đó đó là mình apply cái cái magic remove ha. Đây. Tự vì do mình làm có một ngón thôi cho nên mình cần phải có 3 phút. Đúng rồi, để nó rã ra. Còn nếu mà mình làm hai bàn á, thì một bàn á, mình apply xong mình qua bàn bên kia mình mài top coat rồi apply này lên là coi như mình quay lại. Mình quay lại là nó đã rã ra rồi, không có cần chờ, không cần ráp. Khi mà mình apply khoảng 3 phút và mình dùng cái đầu tam giác này nè, đẩy rất là dễ. Khoảng chờ 3 phút. Chị nè, coi nè, cái này á, cái oil này á, nó good ở điểm nào chị biết không? Ok, smell rất là thơm, ngửi cho mình thơm không? Ok, cái nhất. Cái thứ hai á là nó bằng cái pump này nè chị, mình drop nó xuống, nó sanitize. Nó không phải giống như là cái cọ, khi mà cái cọ nhiều khi mình làm chảy máu hay là nó không có sanitize tốt. Nè chị coi nè, mình drop nó xuống, nó vừa đẹp mà giá thành nó ok. Dễ thương ha. Dạ, 6 đồng cho anh, cho 6 đồng. Dạ anh em ơi, thấy không nè, coi nè, nó dợp lên từ từ nè chị thấy nó dợp không? Ok, bây giờ mình chờ khoảng 1 phút nữa là nó ra. Trong cái thời gian 1 phút á, thì em nói khi mà mình dán móng đó chị, là bên mình á là có hai loại đèn ha. Một loại đèn á là 3 bóng, loại đèn 3 bóng nè. Đó, mình thơ nó lên, nó 3 bóng. Đó, thì mình dùng cho những cái móng mà nó bự á chị. Còn cái đèn này á là nó chỉ có một bóng thôi, thì dùng cho giống như những móng nhỏ. Nhưng mà có nhiều khách á, họ mua về họ tự làm cũng dễ làm lắm chị. Tự vì á, khi mà mình professional á, thì mình sử dụng cái đèn lớn này. Còn nếu mà họ mua về một bộ, họ về họ tự làm á, thì coi như là họ chỉ cần cái đèn này thôi, họ làm từng ngón một. Tự vì họ ở nhà họ có nhiều thời gian hơn ha. Đó rồi đó. Nó nói là đúng 3 phút. Cái đèn này là giống như cái máy này giống, hả? Dạ, nó là LED. Nó là đèn LED đó chị. Nóng lắm. Không, mà khi mà nó lên cái ánh đèn hồng á, nó không có bị ảnh hưởng mắt đồ nhiều. Nó không có bị cái skin nó rất là, nó không có bị giống như những cái ánh đèn màu xanh này nọ, màu hồng á. Cái này mới ha, cái đồ em mua này không còn kẹp á.
nhưng mà cái kẹp nó cũng có cái hay của nó, nhiều khi hiện đại quá em bấm lên cái một phút đó là nó tự động nó tắt. Ừ, còn rồi, khi mà em kẹp á, khi mà em mới biết làm em cần cái đồ kẹp hơn là cái đồ kẹp đó chị, tại vì lúc nào nó cũng on cho mình hết. Mình mới biết làm thì mình rất là cần cái đó, mà nếu mà biết làm rồi giờ thay đổi đi cưng, mua cái này đi cưng. Rồi ok, bây giờ nó rã ra nè chị, chị coi em đẩy nó ra hết nè, mình không có cần ráp gì hết trơn đó, thấy không dễ không, không cần ráp luôn, không cần ráp. Đó, nó ra hết rồi chị. Nhờ cho mình cho mình hỏi cái cảm giác mà apply lên á, cái chai Magic Remove này cảm giác sao, có nóng không, có burn không? Ờ, nó lạnh đúng không, nó lạnh đúng không, thì nó cảm giác giống như là acetone mà dạng đặc vậy đó. Rồi cảm ơn chị Cam Thơ rất là nhiều nha chị. Rồi hay quá ha, đâu có cần, bây giờ đâu có cần mà sử dụng mà ráp này nọ, nó mất thời gian lắm chị. Hồi xưa một phút lặng đồng, dần phút hai đồng. Đó chị biết không, cái chai này nè mình dùng bê treo á hả, có nhiều người á tự nhiên nó làm cứng móng hơn á, có nhiều người họ muốn á là sử dụng cái bê này để làm mà họ lấy thêm 5 đồng đó. Giống như là cái builder. Đúng rồi, nó giống như, builder. Nó chắc lắm. Sử dụng cái này không cần bond, không cần primer. Sử dụng này không cần bond, không cần primer. Nhưng mà builder cần base. Cái này không cần base. Đúng rồi, chai builder thì cần bê chứ cái này không cần bê. Cảm ơn chị. Bé này dễ thương quá trời. Dạ, nó sử dụng gái đồ bên em đó. Bé sử dụng đồ bên em bé khoái lắm. Dạ. Đẹp gái quá trời. Đẹp ha. Thank you. Thank you. Thank you. Cái này. Rồi. Đó, mua. Mua luôn. Ghiền lắm, ghiền. Làm người mẫu rồi mua hàng luôn hả? Bé với lại top nha chị. Rồi, bé với lại top. Ghiền lắm, bé ghiền. Oh, quên nữa, còn một cái nữa hôm nay á. Cái này hông nó mỏng lắm cưng. Nó mỏng lắm. Không, nó mỏng, nó không được đâu, nó rất là mỏng. Hôm nay á chị, tự vì mình run holiday special cho cái Memory Day á, cho nên á khi mà mua một set á là mọi người á là thay vì á là một hộp thiếp thôi mà bây giờ được hai hộp thiếp. Giá trị 89 đồng gồm hai hộp chị thiếp. Chị nào nó dài hơn không? Em thấy cái thiếp chị nó. Oh no. Thiếp của chị bây giờ mới về ha. 2S cũng có, 3S cũng có, super long cũng có, square hay là coffin đều có đầy đủ. Có đầy đủ cho em luôn. Đang khuyến mãi hả? Dạ, đang khuyến mãi có 89 đồng mà một set hai hộp thiếp, một cái đèn nhỏ. Nếu mà muốn update cái đèn này á là thêm 15 đồng. Rồi và một cái chai treo, rồi một B, rồi một tháp, rồi một primer. Có 89 đồng thôi. Ra đúng ngày luôn hả? Dạ em ra đúng ngày luôn á, là Memory Day á chị. Chị biết không, cái chai treo này tốt lắm. Mỗi ngần mà người ta ra mua cả chục chai không á chị. Ví dụ như bà Tám Cam Thơ, người ta khán giả người ta ra rồi người ta được cái gì? Ồ, nếu mà khán giả của chị á thì do chị thôi. Chị nói à Hằng, ưu tiên cho khách của chị bao nhiêu, lúc nào chị cũng được ưu tiên. Ừ thì bây giờ cái quan trọng là chị yêu. Sẵn đây sẵn nói là nếu mà khách bà Tám Cam Thơ ra nói là fan bà Tám thì được. Rồi, cái gì? Rồi, tặng cá nè, tặng cá may mắn nè, tặng cái đồ mà để gì đó, gọi là tặng cái chàm, cái gì đó, tặng cái gì? Chà. Tặng con cá may mắn á, cái cọ con cá nè, đá clean ở dưới nè đó. À tặng cái này, tặng rồi nói chung là tới đi rồi được tặng thêm nhiều thứ nữa. Nhưng mà phải nói là Tám Cam Thơ mới được hả? Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi. Ok cảm ơn. Rồi Châu, bà xong chưa bà? Bà bán đắt khách quá mà bà lo bà làm bà kiếm tiền không vậy? Cảm ơn chị. Ở ngoài đẹp hơn kìa, chị nói tôi ở ngoài đẹp hơn bà. Ở ngoài đẹp hơn á chị. Cảm ơn chị. Đây là chung ban nhạc từ hồi còn nhỏ, 18 tuổi em đánh bass. Đây là ca sĩ kim guitar lúc còn nhỏ lắm, lúc
mà 18 mà 10 tuổi gì đó gọi là tuổi dậy thì à, tuổi dậy thì nè đánh cho ban nhạc hồi xưa dạ đúng rồi. Thôi bây giờ nãy giờ tôi với bà bàn chuyện xong rồi ha. Giờ mà tôi phải đi về. Có gì fan bà Tám mà làm neo có tới đây thì nói là fan bà Tám kiếm Yến Châu, kiếm cho ra con Yến Châu để mà bắt nó tặng đồ. Bạn nhớ ủng hộ tiệm ở đây nha, mua về slide hay là mua về ghế tất cả á. Thì lặp lại nữa nha, mình nhớ học đờn guitar nha, trên cấp thân music nha. Rồi ok, cảm ơn Châu nha. Bye bye, see you again. Chúc tiệm càng ngày càng đắt hàng nha, được mọi người biết đến và tới đây ủng hộ thật là nhiều để được tặng quà. Ok, bye bye, see you again. Thank you.